Việt Nam khiến UAE Thái Lan phải cay đắng rời sân. Hiện tại, những ngôi sao vàng đang xếp thứ hai với 7 điểm, kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng và hơn UAE 1 điểm. Đối đầu với hai đối thủ lớn sẽ là thời điểm then chốt quyết định số phận của đội tuyển Việt Nam tại bảng G. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng thuận lợi cho đội chủ nhà Việt Nam từ lịch thi đấu tới phong độ của các cầu thủ. Hiện tại, UAE đang là đội bóng gặp nhiều vấn đề nhất. Họ vượt thua Thái Lan ở loạt trận trước. Hơn nữa, đại diện đến từ Tây Á sẽ thiếu vắng chân sút quan trọng bậc nhất là Ali Mahmoud. Gần đây là việc thầy trò Beth Van Marwijk đối mặt với rất nhiều áp lực và cả chuyện lục đục nội bộ. Có thể nói là những bất ổn từ phía UAE sẽ là cơ hội vô cùng tuyệt vời để huấn luyện viên Park Hang-seo bày binh bố trận một cách hiệu quả nhất. Và khi mọi chuyện thuận lợi trước UAE, ông Park và các học trò sẽ tràn đầy sinh lực, có bàn đạp vô cùng uy lực để đấu với Thái Lan. Việc đối đầu với đội bóng đang bất ổn, sau đó sẽ gặp đội bóng đang dần ổn định và thăng hoa như Thái Lan, rõ ràng là con đường dễ chịu cho đội tuyển Việt Nam. Thay vì phải gặp ngay một Thái Lan đang dần ổn định và có phần đáng sợ ở thời điểm này, thì các cầu thủ Việt Nam sẽ va chạm với thế lực đang dần suy yếu ở bảng G mang tên UAE. Không quá khi nói rằng đó chính là bước đi đang ưu ái đội tuyển Việt Nam. Bản hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam cũng là điểm nhấn quan trọng. Giữa khoảng thời gian thời hạn hợp đồng gần hết, dư luận vô cùng xôn xao về tương lai của ông Park với bóng đá Việt Nam. Nhiều thông tin từ phía Hàn Quốc cho rằng thầy Park nên tìm thử thách mới hay ở tuổi của ông thì nên dừng lại. Không chỉ có vậy, vấn đề tiền lương cũng được bàn tán rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, trước trận đấu quan trọng với UAE và Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng làm yên lòng người hâm mộ khi chính thức ký vào bản hợp đồng 2 năm cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đây là bước tiến vui mừng hân hoan, tạo tâm lý hứng khởi cho chính ông Park khi ông đặt bút ký, có nghĩa là những điều khoản thỏa thuận yêu cầu từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo đều được đáp ứng. Điều đó cực kỳ quan trọng giúp ông toàn tâm toàn ý cho cuộc đọ sức với hai đối thủ lớn. Dĩ nhiên, cao trò của ông cũng không kém phần vui mừng. Dàn chiến binh tinh nhuệ gắn bó với thầy Park sẽ vô cùng hân hoan khi tiếp tục được gắn bó với vị cha già. Họ hiểu rằng có thầy Park là có sự chuyên nghiệp, ân cần và có thành công. Với tâm lý từ thầy tới trò đều vui mừng, từ ban lãnh đạo tới người hâm mộ đều hân hoan, thì đón tiếp UAE hay Thái Lan không có gì phải lo sợ. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo có một lợi thế lớn lao, cao trò cưng của ông đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Với việc V-League đã kết thúc hồi cuối tháng 10, cộng thêm thời gian tới không có bất kỳ giải đấu nào dành cho cấp độ câu lạc bộ. Chính vì thế, toàn bộ những cái tên quan trọng như nhóm cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đều hội quân sớm. Điều này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn tháng 9 và tháng 10, khi Quang Hải, Hùng Dũng đều phải thi đấu với mật độ dày và hội quân muộn. Với quãng thời gian hơn nửa tháng chuẩn bị, cộng thêm không có trường hợp nào gặp chấn thương giúp thầy Park mở ra nhiều phương án. Ông đã từng phải loại nhân tố mới hồi đầu tháng 10 do vấn đề về chấn thương, nhưng lần này, huấn luyện viên Park có đầy đủ thời gian để rèn rũa, lắp ghép những mảng miếng gây bất ngờ cho đối thủ khi các học trò đều sẵn sàng xung trận. Trong những lợi thế có trên tay, sân nhà Mỹ Đình không thể không nhắc tới. Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Việc quen thuộc với mặt sân, không gian cũng là động lực không nhỏ thúc đẩy tinh thần chiến đấu. Và con số sẽ là miêu tả cụ thể nhất thuận lợi mà Việt Nam đang có được. Tại Mỹ Đình trong suốt 3 năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa hề để thua bất kỳ trận đấu nào. Mạch bất bại này càng thêm vững chắc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo với 6 chiến thắng và 2 trận hòa từ năm 2015 tới nay. Đoàn quân áo đỏ đang tràn đầy tự tin lập cột mốc mới. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cụm từ lột tả được hết những gì mà đang ưu ái cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc đọ sức quan trọng với UAE và Thái Lan. Cờ đã nắm trong tay, giờ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và những chiến binh sao vàng cần phải tỉnh táo, tận dụng triệt để lợi thế. Qua đó, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên tại bảng đấu khắc nghiệt này. Đạt kết quả thuận lợi trước UAE và Thái Lan lần này sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế vô cùng lớn để chuẩn bị chiếm lĩnh vị trí nhất bảng. Đồng nghĩa với việc giấc mơ World Cup sẽ gần chúng ta thêm một chút nữa.